Đây con chim hút mật của mình hả, mình quay này các bạn. Bữa nay nó trổ được thêm chút đỉnh nữa rồi. Sao lâu quá mình cũng vẫn nó còn ăn cắp sạch sạch đó các bạn ơi. Nó kêu ăn được cắm khô, cắm hạt. Nó mới có chấm được miếng à, nó chưa có trổ nhiều. Các bạn thấy không? Nó cũng dài được xuống cổ được một khúc à. Đã các bạn. Rồi để mình thả vô rồi. Câu nó dùng nó gái suốt ngày. Rồi, chào các bạn ạ.